xuất sắc, vẻ đẹp tri thức của nữ sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam trên sóng truyền hình. Chiều ngày 17 tháng 10 tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm Học viện Phụ nữ Việt Nam, gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và giảng viên, sinh viên, học viên của học viện. Trong vài phút phóng sự ngắn ngủi, nhiều người đã ấn tượng ngay với một cô nữ sinh có gương mặt vô cùng nổi bật. Dù chỉ mặc bộ quần áo đồng phục giản dị khi tiếp đón Thủ tướng, nhưng những đường nét thanh tú, nụ cười tươi tắn cùng view xùa cực phẩm của cô bạn vẫn khiến nhiều người xao xuyến, ngẩn ngơ. Được biết, cô bạn này có tên là Triệu Thúy Hằng, đến từ Thái Nguyên. Dù đang là sinh viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam, nhưng cô bạn cũng đã có cho mình một nghề nghiệp kiếm thêm thu nhập, đó chính là làm nghề mẫu ảnh. Đột nhập vào trang cá nhân của cô bạn mới thấy hóa mắt vì những bộ ảnh thời trang vô cùng chuyên nghiệp. Dù thay đổi nhiều phong cách, từ cá tính, trưởng thành đến nàng thơ, nhưng cô bạn này vẫn cân đẹp. Rũ bỏ lớp son phấn và những layout make-up cầu kỳ, cô bạn khi là sinh viên lại mang vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần như mối tình đầu. Đúng là vẻ đẹp tri thức của sinh viên Gen Z thế hệ mới. Mời đẹp! Mời đẹp! Các bạn nghĩ sao về nhan sắc này? Chia sẻ cùng Tin Nhanh 24 giờ online cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.